Thưa quý vị và các bạn, năng động, nhiệt tình và say nghề, đó chính là những lời nhận xét của các đồng nghiệp học sinh đối với thầy giáo An Xuân Mười, giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Đại Hưng. Đảm nhận vai trò tổng phụ trách đội của trường tiểu học Đại Hưng gần 20 năm nay, thầy đã luôn sát cánh cùng liên chi đội nhà trường, tổ chức các hoạt động sôi nổi thiết thực như thi nhà thông thái nhỏ tuổi, dàn đồng ca và tốp múa, nghệ sĩ nhỏ tuổi. Ngoài 40 tuổi, nhưng lòng nhiệt tình vẫn chưa bao giờ cạn và dường như càng đẩy lên theo năm tháng. Các giáo viên nhà trường đều khẳng định rằng không ai phù hợp với vai trò tổng phụ trách đội hơn thầy Mười. Đồng chí Mười là một giáo viên về chuyên môn rất nhiệt tình, hăng say và năng động sáng tạo trong công tác chuyên môn. Về công tác đội thì đồng chí là một tổng phụ trách lâu năm, có rất là nhiều thành tích cống hiến cho nhà trường. Vốn có niềm đam mê hội họa từ nhỏ, nên khi được làm việc đúng sở trường, thầy Mười đã không ngừng sáng tạo và có nhiều cống hiến trong công việc. Giờ mỹ thuật của thầy luôn có sự liên hệ thực tiễn, có đồ dùng dạy học phù hợp nhằm rèn luyện tri giác, dễ hướng dẫn các em cách nhìn, cách suy nghĩ để nhận biết, cảm thụ cái đẹp. Cháu thích học môn mỹ thuật nhất, bởi vì môn mỹ thuật cháu được vẽ những bức tranh mình yêu thích, thể hiện cuộc sống tươi đẹp và những mong muốn của trường cháu. Cháu đang vẽ các bạn nhỏ đang chăm sóc cây mà việc thường ngày cháu vẫn đang làm ạ. Nếu như xưa nay, mỹ thuật trong các nhà trường vẫn được coi là môn phụ, ít được quan tâm, thì thầy Mười đã cho mọi người thấy một cái nhìn khác với nhiều học sinh đạt giải nhất tại các cuộc thi mỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ cái sự thơ ngây hồn nhiên của các em á, thì đã giúp tôi có nhiều động lực để nghiên cứu, tìm ra những cái sáng kiến kinh nghiệm, giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập của mình. Bản thân thầy Mười cũng từng đạt giải nhì hội thi giáo án tốt, giờ học hay do Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức. 17 năm liền được công nhận là giáo viên dạy giỏi, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn tặng bằng khen, giấy khen, huy chương vì thế hệ trẻ. Một số sáng kiến của thầy đã được ngành giáo dục phổ biến để các đồng nghiệp áp dụng.